Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn khai triển hình gồ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn khai triển một cái hình vuông tròn mà là tâm. Video trước là mình đã khai triển một cái hình vuông sang vuông nè, là tâm qua cùng một bên. Chuyến này mình sẽ khai triển một cái hình vuông tròn này là tâm, nhưng mà cái này đổi lại là đường tròn. Đường tròn mình sẽ cho là phi 100 luôn, tại vì nó có liên quan đến cách chiếu hình là nó giống nhau. Hai hình nó liên quan cách chiếu hình nó giống nhau, bởi vậy mình sẽ làm một clip từng khai triển luôn cái hình này là vuông tròn. Vuông tròn là tâm lệch qua bằng mặt, lệch qua một bên, rồi bắt đầu mình sẽ vẽ chiếu hình. Nó cũng giống như hình chiếu cái video trước, nhưng mà mình sẽ vẽ cái này đổi lại là hình tròn. Rồi bắt đầu mình vẽ. Cái hình vuông tròn mình sẽ cho là kích thước là hình vuông là 200. Hình tròn mình sẽ cho nó là một phi 100. Tiên là mình làm một cái muốn là khai triển một cái gì đó là mình phải vẽ một cái hình chiếu để mình xác định cái chiều cao. Là phi 100. Này là vuông tròn, chiếc này mình khai triển là vuông tròn là tâm lệch qua bằng mặt một bên. Y chang hình video trước mình khai triển cái hình vuông sang vuông cũng là tâm qua cùng một bên. Tại vì hai cái video này nó sẽ có liên quan tới nhau. Là cách thức chiếu hình là nó cũng giống nhau. Mình cũng chiếu hình qua giống vậy. Trước tiên là mình chiếu cái mặt hình là tâm trước.
chiều cao mình sẽ cho nó là 200 luôn. Rồi đó, trên này qua 100, nó lệch qua một bên thì mình vẽ qua một bên 200. Chiều cao H200. Rồi mình chiếu hình là ra là mình đo được cái đường nghiêng này là 225. Bắt đầu mình chiếu thêm một cái mặt này nữa. Nói chung là cách chiếu hình là nó cũng giống video trước của mình, tại vì hình tròn với hình vuông mình chiếu hình nó cũng giống vậy thôi. Tại vì mình chiếu cái hình này là tất nhiên là cái tâm giữa mình chiếu ra là lấy kích thước của chị ngay chính giữa của tâm tôn. Trước tiên là mình chiếu một cái hình là tâm này ra, là mình chiếu mình đo qua là mình vẽ hình chiếu của nó là tâm qua bên nè, là mình lấy được một cái kích thước đằng sau lưng nữa nè, là mình đánh dấu vô là số 1 nè, là ra 225. Tất nhiên 225 này là kích thước của cái chiều dài tấm tôn mình sẽ vẽ ra là ở mặt đằng sau, là mình ghi vô mặt số 1 nè, 225. Còn mặt bên đây là cái mặt đằng trước nè, trước tất nhiên là chiều cao 200 là nó 200 luôn, tại vì nó bằng mặt, cái hình nó lệch qua nó bằng mặt, là mình đánh dấu vô là 200 mặt số 4 nè. Còn cái mặt bên đây, còn hai mặt còn lại á, là mình chiếu hình ra là ngay chính giữa nè, chiếu một hình 100 ngay chính giữa là nó ra kích thước của chiều dài tấm tôn là 210.
Tất nhiên mặt này là mặt 2, mặt 3. Đó. Rồi. Rồi xong mình mới lấy phi 100 nhân 3.14 bằng 100 nhân 3.14 bằng 314. 314 mình chia cho 4 bằng 7/8. 314 mình chia cho 4 bằng 78. Tất nhiên giờ mình sẽ đổi. Tất nhiên giờ mình sẽ lấy 7/8 này nè, là mình đổi lại kích thước hình vuông. Thay vì mình vẽ hình tròn mà mình sẽ chia lại làm 4, là mình đổi lại hình vuông này. Mình sẽ vẽ hình là tâm của nó là nó ra giống vậy, nhưng mà đổi kích thước lại là 7/8, chứ không phải là 100 là vẽ 100. Mình sẽ vẽ là 7/8, là hình vuông này sẽ vòng qua, rồi mình mới triển khai lại hình tròn là nó ra thành một cái vuông tròn là tâm vậy luôn. Tại vì mình vẽ cái cách thức thực tế của mình là mình sẽ đổi cái đường tròn thành hình vuông thì mình dễ vẽ hơn. Tất nhiên là mấy cái hình này là mình vẽ nó là tâm nè, là mình vẽ vòng qua luôn, vẽ vòng qua rồi mình mới quay lại một cái đường tròn là nó ra là tâm, là tâm qua một bên. Rồi bắt đầu mình sẽ vẽ cho mấy bạn xem. Trước tiên là mình vẽ cái mặt đằng sau này trước nè, là tất nhiên là mặt này là số 1, là mình chiếu hình ra được 225 nè, là mình vẽ trước nè. Vẽ mặt đằng sau này trước rồi bắt đầu mình vẽ. Vẽ 200 trước. Gạch thứ vuông xuống. Rồi mình đo xuống 225. Ở dưới này tất nhiên là giờ mình hồi hái mình là mình chia đường tròn ra là nhân cho 3.14 là ra đường tròn là 314 nè, là mình chia 4, tất nhiên là bằng 7/8 nè, là mình vẽ dưới này là 7/8 luôn. 7/8 lần bên 3/9. Vẽ dưới này là 7/8. Dưới này là 7/8 nè, 7/8 là đường tròn mình chia ra làm 4 nè. Đầu mình sẽ vẽ tiếp là một mặt 200 bên này nè, tất nhiên là mình chiếu hình ra được 210 nè, là mình chiếu hình ra được 210. Tất nhiên là nó là tâm qua một bên, là giờ mình phải vẽ nó là tâm, là mình đặt thước vuông.
Mình đặt vuông là mấy bạn dậm kỹ ngay chỗ này nè, là mình đặt trên đây là 200 nè, tại vì mặt kế tiếp là 200. Còn dưới này là mình vẽ là 7/8, tại vì nó là tâm qua một bên là mình vẽ 7/8. Mình canh ngay chỗ 7/8 là mình gà cái thước, là mình lấy ra mình lấy vô nè. Đó, mấy bạn nhìn kỹ ngay chỗ này, tất nhiên là đường này ngang do qua vuông ra là phải 7/8 nè. Rồi trên này là 200 nè. Mấy bạn phải xem kỹ là mình đặt cái thước vuông kiểu giống vậy nha. Rồi bắt đầu mình gạch. Rồi bắt đầu bên đây là mình để cái thước vuông ngược lại. Mình để cái thước vuông ngược lại, mình canh trên này là cũng 200 luôn. Rồi dưới này thì canh ngang dưới này. Canh cũng ngay đường này luôn, rồi mình gạch. Là mình đã được hai mặt nữa rồi đó. Giờ mình chỉ còn đi tìm một mặt nữa là xong. Này là 200 200. Còn này là vẽ chiều dài tấm tôn xuống là 225 mặt thứ nhất nè. Mới gạch thứ vuông qua nè. Tất nhiên là mặt 2, mặt 3 nè, là mình chiếu hình ra là 210 nè. Là mình kiểm tra kích thước lại nè. Là mình đo ngay giữa này nè, coi nó có gần đúng 210 không. Cái này là ra 205 nè, là cũng gần đúng nè. Đó. Mình giật xuống chút là 210 đó. Là nó cũng tương đối nó đúng rồi. Là nó lệch không nhiều lắm. Là mình phải kiểm tra lại. Rồi tới cái mặt cuối cùng nè. Tới mặt cuối cùng tất nhiên là nó ngay giữa giống mặt này. Tất nhiên là giờ mình chia ra phân nửa. Tại vì ghép hình lại hai mặt phân nửa là ghép lại thêm một mặt nữa là 200. Là mình chia ra chính giữa là chính giữa này là nó còn lại. Cái này là 7/8 nè, là chính giữa này còn lại 3/9. Bên đây 7/8. Tất nhiên là giờ mình vẽ một bên nữa, mặt nữa là còn lại 100. 200 là còn lại 100, là mình đặt cái thước vuông vô về luôn. Là mình coi để ý cái đường trên này là 100 nè. Còn dưới này là 3/9. Rồi mình để thước vô. Rồi 3/9 nó gần giữ bằng với cái thước của cái thước mình luôn. Đó, vậy là mình để vô mình gạch luôn. À, nhớ là mình thấy dòm ký nè. Trên này là đặt thước vuông kiểu gì, là trên này 100. Tại vì giờ nửa mặt ghép lại. Tất nhiên là dưới này là 3/9. Rồi bên đây là mình để ngược lại, cũng trên này là một tấc. Trên này là 100. Dưới này cũng canh ngay điểm này là mình gạch xuống luôn. Là mình vẽ cái này là cách thức là mình vẽ hình vuông. Rồi xong rồi mình mới đi tìm cái đường tròn. Mình hái cái mặt cuối cùng là mình chiếu. Cái mặt cuối cùng tất nhiên là cái mặt này là tất nhiên là mặt cuối cùng là chiều cao nó là 200 luôn nè. Nó số 4 là 200 nè. Mình chiếu ra được 200. Tại vì cái kích thước này là mình chiếu ra để mình kiểm tra lại thôi. Đừng cho nó sơ bộ là cái kích thước nó vậy. Đó. Giờ mình đo xuống kiểm tra là ngay 200 là nó nằm ngay vị trí này nè.
Giờ mình mới đặt cái kim ba nè, đặt cái kim ba mình gà một điểm thứ nhất nè, điểm thứ hai nè, điểm thứ ba nè, mình gà để mình bo cái đường tròn này vòng qua nè, là ba điểm ngay ba điểm này. Tất nhiên là cái cây kim ba nè là mình lấy ra mình lấy vô làm sao cho mình để khoảng giữa giữa này nè, mình gà qua mà nó ăn dưới ba điểm là mình quay đó, là mình dời cái kim ba lên nè đó, mình bung ra bung vô á là nó vừa nè, là mình canh cái hướng đó là nó ngay giữa này, là hướng xéo qua vậy là mình đặt mình gà ba điểm nè, mình thấy mình gà ba điểm không, ba điểm mà nó ăn cái kim ba vô là mình quay nè, rồi bắt đầu mình quay rồi qua bên đây, qua bên đây mình canh cái phương thẳng đứng này dưới ba điểm là mình gà nè đó, ba điểm mà nó ăn vô là mình quay, nếu mà nó không ăn thì mình giật cái kim ba ra, giật kim ba vô hả. Rồi bắt đầu mình mới lấy cái thước lá mình kiểm tra lại đường tròn coi nó đúng ba ba trăm mười 314, hãy mình nhân đường tròn 100 là nó ra 314. Rồi ở đây là mình đo được 305 nè. 305 là nó gần đúng rồi. Nếu mà đường tròn này nè là nó xê dịch một chút xíu là mình quay giật lên một chút, còn nó muốn nhỏ lại là mình quay giật xuống, còn mình muốn bự ra là mình quay giật lên. Này là mấy video trước là mình nói nhiều rồi, mình không nói lại nữa. Rồi đại khái là mình đã vẽ xong rồi, thấy không? Cách thức là mình chỉ cần mình vẽ hình tam giác trước, tại vì nó là tâm, nó là tâm bởi vì mình mới dùng kỹ thuật là tâm bởi vì mình mới dùng kỹ thuật là mình vẽ, thay vì mình vẽ hình tròn mà mình đổi là hình vuông. Rồi mình vẽ hình vuông xong rồi mình mới đổi là hình 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 tròn, thấy không? Là tại vì nó là tâm. Rồi bắt đầu mình gạch mấy hình tam giác trước này. Hình này là mấy bạn để ý kỹ là lúc mình đặt thước vuông á, mình cái lúc mình đặt thước vuông sao là bạn coi bạn đặt theo vậy, tại vì cái hình là tâm này nè là nó hơi khó, bởi vì mình vẽ lại cách thức là mình chia ra cái hình là hình bốn hình tam giác, nếu mà mình chia cái đường tròn ra cái kiểu chiếu hình mà mình chia đường tròn ra là 12 á là nó còn khó hơn nhiều nữa, bởi vì mình chế lại là mình chỉ chia này làm bốn. Cách thức là y chang như mình vẽ hình tam giác thôi. Nếu mà mình có kỹ thuật đó, mình vẽ hình tam giác á là mình vẽ hình tam giác xong là mình chặt mấy cái đường này ra là xong, là mình bẻ được cái vuông tròn là tâm luôn á. Xong rồi mình lên thực tế đó, là mình vẽ mình tè lại là nó thành hình tròn. Mình vẽ hình vuông vậy cũng được, nhưng mà mình vẽ nhỏ lại rồi mình bẻ hình lên rồi mình mới tè lại. Nè, mặt này là 100 nè. Tất nhiên là mặt này là phân nửa của mặt 200, tại vì hai bên nó ghép lại. Còn mình muốn vẽ thì nửa hình thì mình vẽ cắt ngang ngay chỗ này nè, là mình vẽ ra nửa hình. Rồi mình sẽ cắt ra mình dán lại cho mấy bạn xem.
thế là mình đã hoàn thiện xong một cái vuông tròn là tâm qua một mặt nè, nó là tâm qua một bên nè. Vuông tròn nó không được tròn cho lúc nè, tại vì cái này là mình vẽ là nó cỡ 8 sát nè, là cái này có gì là mình danh lên chút xíu nè, nó chỉ là chắc chừng 5 ly. Tại vì nó là tâm là nó khó lắm. Đường tròn hái là nó cũng hơi thiếu một tí xíu, là hái mình vẽ cái đường tròn bự ra một chút là vừa, thiếu cỡ 5 ly. Chiều cao là 200. Nó các bạn thấy nó là tâm qua một bên không? Video của mình đến đây là xong. Mong mọi người ủng hộ cho mình, đăng ký cho mình. Xin chào mọi người.